Xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube mình nha. Tiếp tục buổi chiều ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2024 ha. Tiếp tục là mình cập nhật tình hình cầu phao Phong Châu Phú Thọ gửi đến cho quý vị và các bạn cùng xem á, nắm rõ cái thông tin của cái chiếc cầu phao hơn ha. Lúc sáng thì mình có quay cái cảnh là các anh đã dỡ cầu phao do là cái lượng nước lên chảy rất là xiết ha. Lúc này thì tầm khoảng 2 giờ hơn ha, là các anh bộ đội đã gáp cái phà, nói chung cái này mình gọi là cái phà ha, là phục vụ cho bà con qua bên hai bờ sông á. Hiện tại thì mình đang ở bên Lâm Thao nha các bạn, bên bờ bên kia là bên mà Tam Nông ha. Cái lượng xe máy rất là nhiều ha, phà này chỉ phục vụ cho người đi bộ và xe gắn máy thôi ha. Đây, tất cả các mà hành khách xuống phà đều phải mặc áo phao để cho nó an toàn khi qua cái khu vực sông này nha các bạn. Hiện tại khu vực sông thì nước lên khá là nhanh và chảy rất là xiết, do trên thượng nguồn là có mưa nha các bạn. Đây nè, các anh tiến hành lúc sáng là dỡ cầu phao đâu đó khoảng tầm là 10 giờ gì đó các bạn, ngay cái thời gian đó ha. Lúc này là 2 giờ hơn nè, đó là đang phục vụ bà con nè. Đây, quá trời quá đất luôn rồi. Xuống một phà ở đây ha, và dùng cái tàu ủi ủi qua bên kia, và bên kia cũng như bên này ha. Đó, hai bên bờ. Mình đi gần xuống đây để cho các bạn và mọi người thấy rõ hơn ha. Đây là bên lữ đoàn công binh 249 nha các bạn. Cái phà cũng đã đầy người ha. Và bây giờ là đang khóa chốt an toàn rồi ha, gào hai đầu lại để cho phương tiện là an toàn các bạn. Bên kia mình thấy cũng khá là nhiều luôn nè. Đi cầu đi phà, trước khi đi cầu đi phà các bạn, trước khi đi cái cầu này ở đây. Đây là trước là đi cái cầu này nha các bạn. Đó, cái cầu này bây giờ tạm thời cho thêm một bên. Nói chung là buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết cũng không có nắng nha các bạn. Nhưng mà tất cả mọi người xuống phà đều phải mặc áo phao cho nó an toàn ha, khi di chuyển qua cái sông này. Cô phải lên di chuyển lên đi. Tất cả các anh bộ đội này đang làm nhiệm vụ ngay lúc này ha. Đây, đây có những chiếc xe này không chưa được lên nha các bạn, tại vì nó sẽ quá tải hết chỗ ha, không còn chỗ đậu nữa nè. Là chờ chuyến sau nha. Phía dưới các anh nói là đang chuẩn bị là giả ra đi. Đúng rồi, đang đi phao mà. Bây giờ đang đi phao. Giả đi, giả đi Huy ơi. Ở đây thì được giữ lại cái phà bằng một cái sợi dây cáp á, hai bên nha các bạn. Lúc này thì cái bờ bên kia, phà bên kia cũng sẽ tiến qua đây ha, là yêu cầu là bên đây là phải lùi lên nha các bạn. Nhưng mà bây giờ có cái dốc này thì khả năng lùi rất là chật vật nha các bạn, chứ không có dễ ăn được ha. Tại vì bên kia qua thì cái lượng xe lên nha các bạn, lên rồi á thì xe bên đây mới được phép xuống phà lại ha. Lúc này là bắt đầu đẩy ngang qua bảnh nha các bạn. Rồi bắt đầu cái anh công an này xuống hỗ trợ bà con và xe máy kéo lên trên lại ha.
Chế độ ngay chỗ này thì một chút xíu nữa là cái phà bên kia là không thể qua đây được các bạn, nó rất là khó khăn ha. Rồi lúc này là đã ủi phà qua phía bên kia ha. Cái phà này ghép từ những cái cầu phao nha các bạn. Đang di chuyển qua phía bên kia ha. Bên kia ha, đẩy một hồi cái đầu hạ xuống các bạn, để cho nó trôi dần xuống ngược nước ha, nó trôi xuống là vừa. Lúc này thì cái chiến phà bên kia cũng đang qua đây nha các bạn, đang chuẩn bị chạy qua nè. Quá rồi. Nước nó chảy rất là mạnh luôn, ngay chặn chỗ cái nút thắt cổ chai nha các bạn. Chỗ này thì nó hơi hẹp xíu ha. Nhà nước mình đang có chiếc này nó trôi quá trời trôi luôn rồi nè. Có thể là anh dê xuống cái đầu là chạy lên ha. Nó hơi khó khăn ha. Làm ghê gớm lắm. Lần này làm cầu to lắm nha, bình hoa. Chiếc này trôi xuống tới dưới kia, bắt đầu qua cái luồng bên này nó bớt nước, bắt đầu nó đẩy lên cho nó dễ nha các bạn. Bắt đầu tháo rỡ cái nút cái cầu kia, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây, rỡ nút cái cầu đó. Trời ơi, đẩy lên nói chung là muốn không nổi luôn nè. Đang đạp hết sức luôn. Đây này. Mai tháo rỡ cái cầu đó đi rồi làm cái cầu mới tại chỗ đó luôn nha các bạn. Thế em làm phụ giúp này. Cái luồng phía bên kia hơi là khó nha bạn, rất khó mà, khó hơn phía bên này nhiều á. Đây có một chiếc cano bên biên phòng chạy ra. Rồi những cặp bên nha. Người ta chụp vớt hết lên rồi. Rồi mình thấy đạp hết sức nhưng mà vẫn chưa lên nổi nha. Còn cái chiếc dưới này thì nó trôi xuống lúc ở dưới đây luôn rồi, tầm khoảng cỡ 200m dưới đó ha. Nói chung là đi lại lần này rất là cực khổ, vất vả hơn cầu phao rất là nhiều luôn nha các bạn. Có tìm thấy ai không đâu em ơi, Trình Hoa ơi, không tìm thấy nha, mất rồi. Xác định là mất rồi nha, tìm không được nha. Nước chảy rất là mạnh, là xiết luôn các bạn. Lúc này thì tàu ủi bên kia đang lấy lại cái công suất rồi nha các bạn. Đang ủi lên từ từ nè, nó không có nhanh được các bạn. Tại vì cái nguyên một cái bè, cái phà rất là bự luôn. Hai ba đốt của cái cầu phao đó, ghép lại ha. Mà cái luồng bên kia thì nước chảy các bạn nhìn là cũng đủ biết rồi. Lúc này thì bà con qua cái cầu phao này nói chung là rất là khó khăn ha. Là phải chờ này kia nha các bạn, chứ không phải như được như cái cầu phao là chạy là qua bên kia liền ha. Là phải chờ ha, xuống phải mặc áo phao đầy đủ và chờ sự hướng dẫn của các chú công an, anh công an bộ đội nha các bạn. Cái bè phà dưới này thì nó đã bị tấp vô đây ha. Đây nè, hơi khó di chuyển chỗ này nên là nó bị dính phía dưới đây. Anh bên kia là các anh đang dê ra ha. Đó, chỉnh lại. Rồi cuối cùng thì cái phà bên Lâm Thao cũng qua tới bên Tam Nông bên kia ha các bạn. Nói chung là đi như thế này các bạn rất là vất vả luôn ha. Rất là vất vả và khó khăn. Mình cập nhật tình hình bữa nay là ngày 16 tháng 10 nha các bạn. Đây, cuối cùng cũng đã được an toàn qua tới cái bờ bên kia. Rồi lúc này thì cái phà bên Tam Nông
cũng đã qua tới cái bờ Lâm Thao bên đây nha các bạn. Rồi, đang thả dây lên để neo vô nhanh nhất có thể ha. Wow, rất là khó khăn nha các bạn, không có dễ dàng đâu. Qua nó cũng khó nhưng mà cặp bến vô đây cũng khó nữa nha. Chưa được nha các bạn, tại vì sức người thì không có thể nào mà so với cái sức nước, sức máy ở dưới đó được ha. Rồi lúc này là đang ve lại ha. Chung là nước nó đạp rất là mạnh ha, rất là khó vô bờ. Wow, rồi quay lòng vòng bây giờ chạy ra giữa sông nữa. Lúc này có thể là đạp vô lại ha. Thanh Long kìa. Vừa hôm mấy giờ anh Long. Rồi tiếp tục cập bến lần 2 nha các bạn. Đây này. Không biết cái bến cái này có nó có sâu hay là nó cạn như thế nào ha. Đây. Chuyến này có lẽ là thấy trơn tru hơn nha các bạn. Nhìn thấy dễ nhưng mà thật ra nó rất là khó ha, tại vì nước nó chảy rất là mạnh. Lúc đợi dưới đây là đợi thằng sau rồi, nghe cái nhịp chưa bạn, rồi ra thằng kia cũng đẩy cái đầu đây này. Cùng thì cũng đã tấp vô được nha các bạn, nhưng mà cần chỉnh lại cho nó ngay ngắn rồi xe cộ người mới lên trên bờ được ha. Trôi nữa. Tiếp tục là cập bến lần 3 nha các bạn. Cái này thì rất là khó điều khiển các bạn, chứ không phải như cái phà mình có đặt cái máy trong thì nó ve rồi nó ấy này kia thì rất là dễ ha. Còn cái này là kẹp ngang á nên là rất là khó ha. Rồi lần này là chắc chắn sẽ được rồi, nhưng mà không biết cái bến ở đây nó có cạn, bị cạn hay không ha. Thank you.
lúc này thì mình và bà con ở đây rất thương những cái anh cái chú bộ đội ở đây nha các bạn. Các anh không ngại là nắng mưa để phục vụ cho bà con hai bên khu vực bờ bên cũng như bên Lâm Thao và bên Tam Nông nha các bạn, để cho bà con qua một cách thuận tiện và dễ dàng nhất có thể ha. Rồi cuối cùng thì cũng đã cảnh sát được vô bờ ha. Cuối cùng cũng an toàn vô bờ. Rồi thì lúc này thì xe máy đã bắt đầu di chuyển lên trên ha. Đây, đang lên nè. Nói chung là qua mỗi lần qua sông thì tốn thời gian đâu đó khoảng cả trên 15-20 phút gì đó nha các bạn. Nhưng mà mình cũng chưa nắm rõ cái tình hình ở đây là cầu cái phà này hoạt động tới mấy giờ đêm nha các bạn. Khi nào mà có thông tin chính xác về cái phần phà này thì mình sẽ nói cụ thể hơn nhé. Chứ bây giờ thì mình chưa có thông tin để nói cho các bạn nghe được ha. Phía bờ bên bờ bên đây sẽ xuống lại ha. Đây nè, thôi ở đây thì ngã xe rồi các bạn ơi. Đây có một chiếc xe máy đang bị ngã, được các anh bộ đội sẽ lại trợ giúp. Đây nè, cái dốc này cũng khá dốc các bạn, tàu hàng ở trên thì nó nặng nữa nên là rất khó ha. Tiếp tục là di chuyển qua bên bờ bên Tam Nông bên kia ha. Đây nè, xích rồi ha. Lúc này là sẽ di chuyển qua bên Tam Nông bên kia. Rồi bắt đầu đóng barrier lại ở đây ha các bạn. Đây nước này nó chảy rồi, nó xấy vô mấy cái này rất là khó chạy luôn đó. Rồi bắt đầu là chạy lên trên. Lên trên lại. Chạy lên trên đó, bắt đầu thả từ từ xuống nha các bạn, cho nó dễ ha. Chạy hai chiếc chạy với cái hình cái vòng tròn nha các bạn. Cái phà bên Tam Nông bên kia cũng dần di chuyển vào phía bên đây ha. Đây nè, ở trên bờ còn rất là nhiều bà con ở trên bờ ha. Đây,
Lúc này thì cái tàu ủi cái phà qua đây cũng ra được giữa sông ha. Đang đạp lại các bạn, đạp nước lại ha, cho nó xuống chậm chậm bạn ơi. Đang vô tải vậy đó. Ôi khói kìa. Sình sình khói luôn kìa. Lúc này là mấy khó ở giữa này nè. Lúc này là bên bờ Tam Nông bên kia cũng bắt đầu chạy ra giữa sông bên đây rồi ha. Đây nè, hành khách ở dưới đây rất là nhiều luôn. Bạn thấy là nước trôi thấy ghê không? Trôi rất là nhanh luôn. Lúc này thì cái phà bên Lâm Thao cũng tiến dần qua cái bờ bên Tam Nông rồi nha. Nước chảy rất là xiết luôn, cái luồng ngay bên đó đó. Đang ủi lên nha các bạn. Rồi lúc này thì cái phà bên Tam Nông cũng qua tới bờ Lâm Thao á, đang chuẩn bị cập bến nè. Trời. Nước đẩy rất là mạnh nha các bạn. Nó phà thì không phải như xe mình muốn thắng lại là thắng được rồi ha. Cái lực nước của nó đạp rất là mạnh luôn. Và thêm tốc độ dòng chảy ha. Cục nhân đang căng. Rất là nguy hiểm trong cái tình huống này nha các bạn. Rồi thì lúc này cũng đã cập bến nha bạn. Đang chuẩn bị sửa cái mỗi bàn cho nó ngay ngắn đâu đó ha, để mọi người ở dưới phà lên một cách an toàn ha, và nhanh chóng. Đây này. Phà đậu như vậy thì chưa có lên được các bạn, đang phải quay ngang lại ha. Chính như vậy thì chưa thể lên được. Cái bãi bên này thì mình thấy hơi khó lên hơn phía bên cái bờ Tam Nông bên kia nha. Khó cặp hơn. Đang chỉnh lại. Lúc này thì vẫn chưa
cặp phà vào bờ được nha các bạn. Nói chung là nếu sấy đạp nó sấy cuộn cuộn ở dưới nên là rất là khó khăn trong cái việc mà cặp ha, cặp vô bờ nó không phải là dễ ha. Như cái chiếc phà của mình đặt cái mái phía sau một chỉ một đầu lên thì nó rất là dễ, còn cái này là đạp ngang nên nó rất là khó khăn trong cái công việc mà cập bến. Lúc này thì các anh các chú bộ đội đang là dùng sức ha, đẩy cái phần mỏ bàn này ra ha. Nói chung là rất là khó khăn ha. Khó quá trời khó luôn rồi. Bốn giờ đi bản là về là vừa. Rồi vẫn chưa được nha các bạn, lần này vẫn chưa cập bến được luôn. Xong hơi chặt chặt thì cuối cùng cũng đã cập bến và đang thành công nha các bạn. Đây nè, thời điểm này ở đâu ở đó khoảng cỡ hơn 3 giờ hơn nha các bạn, đang chuẩn bị chạy lên trên ha. Phía không có được sát ha, tại vì có phải ở dưới đó là còn đá dưới đó rất nhiều ha. Rồi lúc này là đã cho xe máy chạy lên nha các bạn. Có lẽ là video của mình cũng tạm thời kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, và để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ kênh ha. Đây mình xin nhắc lại cái video này mình quay là buổi chiều ngày 16 tháng 10 năm 2024